không được. Em vui thiệt, cho con em, mấy đứa con em được có nơi có chỗ ngủ chỗ này nè. Anh có tin không? Thằng con trai nó về nó ngủ là em ở ngoài, em ngồi ngoài, em thức ở ngoài, em văng vọng em ngủ. Không lẽ con mình để cho nó mà ngủ mũi, mình chỗ nào mình ngủ mũi đi, đừng để cho con ngủ mũi, dồn hết ba đứa vô mùng. Em vô nó thì nó chẹt lắm. Chỗ ở mới sao vui quá kìa. Vui không? Nãy bé nói với anh không nghe hả? Ở vui không con? Nó vui lắm cậu ơi. Cô bác của anh chị thì trước đây á, chị Nguyệt cũng dọa hai chiếc ghe, một chiếc là 12 triệu với một chiếc là 20 triệu. Thì chị nói là một chiếc mà 12 triệu á, thì nó sử dụng nó không lâu bằng cái chiếc 20 triệu. Dạ. Mà chiếc 20 triệu hôm trước em có điện thử, chị đưa số điện thoại cho em á. Dạ. Thì giảm xuống được 1 triệu. Thì thôi. Dạ. Bây giờ như thế nào chị em mình sẽ cùng đi vô đó. Dạ. Ha. Dạ. Dạ. Nhi có đi không? Nhi ở nhà hả? Nhi ở nhà con em đi chứ không ai con em. Ổng em theo cũng được. Ổng em theo cũng được để kêu móc chở. Dạ. Rồi cậu con bận có quần dài vô đi ký cậu đi, cậu chở con đi. Chỗ. Mẹ đi nữa, đã mẹ đi với ông Út. Dạ. Rồi bây giờ cầm tiền mình đi mua ghe luôn. Dạ, bùi dạ, bùi hồ tạm thời cầm tiền thay cho chị Nguyệt. Dạ, đi. Dạ, rồi tại dạ. Vì đứng ra mua này chị dạ, thì ít nói nên thành thử là em hôm qua thì em có trả giá đó. Dạ. Để bớt được phần nào thì mình thay phần đó. À, đây đi thôi. Mừng không con. Ừ, lấy cái quần dài tặng cho em rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi. Dạ. Bây giờ thì Bùi Hồ cùng với gia đình của chị Nguyệt sẽ đi xem một cái chiếc ghe mà chị rất là thích để mà mua cho gia đình của chị. Hôm nay thì con sao Nhi, hôm nay vui dữ không? Dạ hả? Nhìn bé em của con nó cũng vui, nó cười kìa. Nay hết bệnh rồi, không biết có chỗ ở mới sao vui quá kìa. Vui không? Dạ. Rồi hôm nay đến đây cũng chạy đến đây cũng khoảng 5-10 phút ha. Dạ. Ghe này là của anh hay sao? Của cháu. Cháu. À hôm qua là em điện cho anh đó hả? Đúng rồi. Có không? Cái này nếu như mà mua ở đây thì mình sẽ đem về sao ta? Dạ đem vòng về. Nè anh coi nè. Nó chấm xi măng vậy nè. Ở viết nào hư. Ở viết nào đâu có hư. Nó. À ở ngoài này nó chấm xi măng nè. Dạ ở bền lắm không hư. Anh nhìn đi. Trời. Lắc lư ghê. Cho em vô qua xem ghê nha. Rồi. Chị Nguyệt qua đi chị. Dạ. Chị qua được không? Dạ được. Nhi ở bên đó đi con. Không sao nó kẹp chín. Anh đang chiếc ghe này bao nhiêu tấn hả chị ha? Ghe này 20 tấn. 20 tấn hả? Dạ. Rồi sao mình bán ghe này? Đâu mà làm đéo nó xài mà chị bán cái trời ghe trời. Phải bán cả. Trời mới đi Sài Gòn chạy thẳng mới về đó chứ nào bán đâu. Trời ơi. Cô này bán chắc, nào đó. Cô này chắc cũng tựa với cô đó đó, cũng không cái có xe cũng không có khác gì đâu. 90 gì đó. À 90 đó. Vô trong đó. Ở trên này là một cái phần ở trên này đó hả? Là ở dưới là ở dưới nữa. Cửa đài lon nữa, kéo cờ thấy nó có à xi ghe không quen rồi nè. Chứ tại trên bờ mà đi sao. Không anh đại đi, anh đại đi sao được lại đâu. Ông đi đi gung gung. Rồi, nếu mà mua có giấy tờ gì không ta? Có giấy tờ ghe. Có giấy tờ ghe hả? Có chứ. Dạ. Có giấy tờ hả? Có. Rồi. Có rồi, này dạ. Giấy tờ ghe người ta đưa cho mệnh chứ có gì đâu. À. Là giấy tờ sở hữu ghe ha. Dạ sở hữu ghe bao nhiêu tấn nó có số lượng đó mà rồi. Có chân dễ vậy. Chị cho em xem mà được không? Được, em nhắn đưa giấy tờ mà em bán em đưa giấy tờ mà. Ừ. Cho em xem chị đưa giấy tờ cho anh. Là chị Nguyệt chịu cái chiếc ghe này hả? Dạ. Trời ơi, em cũng dám đem bán rồi. Dạ hả? Dạ, anh lên trên ngồi đi. Lên trên ngồi đi. Dạ, lên trên ngồi đi, rồi lọt xong luôn chứ. Trời, ghê quá. Anh ơi, mình chỉ sợ. Anh đi không quen. Rồi, ông máy ơi, mình ở dưới cái lũ lù mình làm cho kính không ông máy? Lúc mà chuyển qua cho anh coi đó.
là anh nói ông trước nào không có dán cũng như em không thành vấn đề, nó về em che lại thôi, em mẹ con ở khúc này nè. Khúc này về ra sao? Còn cái phần ở đằng này là phần từ từ làm nữa. Trên nữa là mình có tiền mình đóng dạ, bằng thẳng lên. Dạ dạ ha. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Khúc này có tiền mình đóng dán ngay chỗ này dạ, 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 tới dạ. Trước thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Anh thấy không cái lượng nó sâu quá. Đóng cái phần trước này nhiều tiền không chị? Em cũng không biết. Dạ. Ờ con chó hả? Trời ơi ông lên đây ngồi chị Nguyệt. Tôi dạ. Tôi cũng khổ, tôi bán chứ em bị thẳng MTC thằng mãn rồi em mới đi Sài Gòn về em mới bán chị nói chị em cũng khổ em cũng khổ. Anh này nè em chị thẳng có tay hai cục trời ơi vậy em kỳ cuối rồi mà trời đang lên kỳ cuối rồi hả chị với ông xã hay sao em không mà ông xã em không có ông xã em thì đi mặn nuôi em vậy đó rồi đi chị Nguyệt qua đó rồi đi. Ở chị Nguyệt chấp nhận mua ghe này đúng không? Dạ, đây với thằng nghe. Sao đây? Thấy chị vui quá kìa, thấy chị Nguyệt. Hôm trước là anh nói là bán 19 triệu hả? Em bán 20 mà anh nói chị này cũng khổ phải bớt 1 triệu. Em cũng mua 20, em bán lại 20 mà chị ấy thì em cũng bớt chi 1 triệu là còn 19 triệu. Nó nghe em mua em ở cũng ảo, em cũng khổ không ạ? Hai vợ chồng mình là thống nhất bán ghe ha anh ha? Dạ dạ. Bán thì ngày khi nào mình vòng về chị? Thật sao nghe ông nói sáng ngày mai mới vòng được tại vì đang dọn bây giờ gì nè bây giờ gì đây, đây nè tối rồi ông dọn kịp không cứ thấy đồ của ông ngày mai đi ngày mai em lấy đi dọn tầm lum chân ngày mai dọn ra là rồi đó mốt lấy cũng được. Thôi bây giờ như thế này chưa, chưa bây giờ bây giờ em sẽ làm cái tờ giấy trước đó yeah. Em sẽ đặt cọc cho chị 10 triệu trước yeah. Rồi đúng, khi đúng, nào đúng. Chạy que ghe qua xong chị Nguyệt giao tiền lại cho chị yeah. Nha. Đúng 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 rồi đúng chú nói vậy là hợp lại rồi bây giờ cho em mượn cái tờ giấy đi chú không bước bảo nó kêu bé cho xin tờ giấy chú nó bé ơi tôi không đi Sài Gòn vậy tôi bán ghe nè rồi thôi em thì bây giờ em làm một cái tờ giấy tay chứng nhận trước cho chị như thế này và em sẽ giao tiền cho chị là trước là 9 triệu đồng yeah. Ngày mai thì khi mà chị hay ngày mai chị đưa ghe đó yeah. Thì chị sẽ chị Nguyệt sẽ đưa tiền cho chị cái số tiền còn lại yeah. Ha yeah. Đưa bây giờ em sẽ đây đưa cho chị lại 9 triệu yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 triệu. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 triệu. Dạ. Yeah. 3 triệu. 4 triệu. 5 6 7 8 nó mừng lắm nó ham chứ kè dữ lắm mà. À bây giờ em sẽ đây là có ở đây có em sẽ giao cho chị trước 9 triệu đồng ha. Dạ. Ngày mai thì mai 21 gì đó chị sẽ giao cái chiếc ghe hai vợ chồng sẽ giao chiếc ghe cho anh cho chị Nguyệt. Rồi sau đó em sẽ quay lại. Dạ. Rồi. Bây giờ xong hết rồi đó. Bây giờ em sẽ chị đã coi ghe sẵn rồi. À, thôi bây giờ chị giữ cái giấy này đi đó rồi bây giờ thôi cho em đi xem cái chiếc ghe của mình vòng vòng thử nha dạ, anh dạ. Cứ coi đi cứ coi đi mua rồi mà để cho Mạnh Đường Quân biết luôn à, cho tao quay á chị em tao quay á ừ. Vui rồi Như vui rồi dạ, con Nhi, à, Nhi Nhi vui rồi Nhi à. Phải nhầm đi đường đó em sợ quá à, cái máy này mà mình lắp một cái hệ thống điện là êm ta điện này. Ờ lúc điện cái xài... bình ắc quy á phải không? Điện hay điện mặt trời? Điện mặt trời em hơn, anh xài điện mặt trời em hơn. Ừ. Hồi đó quy cũng mát. Ở đây mát chị, ở đây bữa trưa chắc ngồi ở đây mát ha. Mà theo như mẹ con nó là xài xài năng lượng hay hơn. Năng lượng hay hơn đúng không? Mọi người cũng có khỏi tiền điện. Sao? Chị nói vậy. Mọi người cũng như có giống vậy đó, có năng lượng xài trong sống mà nó phải trả tiền cho người ta đó. Em xài sống trả tiền. Em đi ra sao rồi? Ở đây có quạt đồ đầy đủ nè. Quạt có nữa chị lấy đi, nữa em đem về. Em chờ có chú cá bên kia đó. Thì nữa em có quạt. Ông có sống của ổng đó. Cũng như con chị lấy. Ở đây cái không gian này là bếp hả? Dạ, bếp ạ. Ở bên đây. Anh quay cái vòng. Chưa, để mở cửa. Ở đây là cái nhà vệ sinh hả? Dạ, đúng rồi. Chỗ này là mình rửa. Dạ. Ừ. Ở trong rửa. Dạ. Ở trong im lắm. Đó, có gì kéo cửa Đài Loan lại. Cái không gian này nó được bao nhiêu mét vuông anh? 13 mét vuông, 13 dài. Ở trong này nè, ở trong cái phòng mình nè. Không biết, ở trong này có 13 mét thì 13 mét. Chỗ có được không luôn á. Ở không? Ở trong này là mình ngủ im rồi, có cửa sổ không anh? Có đó. Cửa sổ thì không có. Cửa sổ mình muốn về mình phát thì có cái gì đâu. À. Cho máng không có được phát.
Nếu như mà mình ở ngoài trước mình lót một cái miếng dán nữa là có sẽ có cái sân chơi luôn. Dạ. Đúng rồi, anh em có tiền, như có tiền cũng lót ngay nè. Lót ra cái mình đưa hai cái máy gan vậy đó, anh cho chị tiền lót hai máy cái nhiêu lên vậy đó. Gan ăn gan vậy đó. Đi cho đừng đụng đầu luôn. Đi đụng đầu luôn. Là tại đậu chỗ mà. Nói chung là ghe này mà giống như cái nhà luôn rồi, nhà bè luôn rồi. Dạ đúng rồi đó. Là ở lâu lắm ghe đảo cơ đâu. Dưới đó kìa, gọng kinh kìa. Ở dưới này mà cái phần này mà có tiền của mình lót dán nha. Dạ, tính ra có tiền không á. Có đâu, mình không có tiền, mình mua dán bạch đằng mình lót. Dán bạch đằng lót chừng 3-4 triệu vậy. Ờ, đúng rồi. Có anh thủ 5 triệu, tiền thiếu 3 triệu mấy rồi. Không, em tính mình, mình lót mình để mình chơi thôi, dạ, mình dạ, ngồi đó rồi. Ra đó mình ngồi mình nghỉ ngơi thôi. Còn mình ở trong này. Rồi thôi, em cảm ơn chị Lài nha. Dạ, em với dạ. Lại chị Nguyệt về. Thôi dạ. Về bên đó đi, em sẽ giao dạ. Tiền cho mình nha. Dạ. Với, sao nãy bé nói là sao chị? Nãy bé nói với anh không nghe hả? Ờ vui không con, nó vui lắm cậu ơi. Ôi cười kìa. Vô nhà đi, mình vô nhà cái đi. Vui lắm cậu ơi hả? Vui lắm, con nói lại nè. Nghe mày hỏi là con nói lại cho nghe nha. Nha. Nè, con vui không? Vui không con? Nói lớn lên, vui không con? Vui không? Vui không? Nói đi, mẹ thương. Con vui không? Có gà ở ngày à bất cả. Ô ba lớn mà cũng biết cảm nhận được ta. Dạ. Thôi bây giờ này em đưa tiền cho chị nha, chị cố gắng chị cất nha. Dạ. Này số tiền nè. Chưa chút là em lấy rồi. Em kêu vòng về đây nè. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ này em đưa tiền cho chị nè. Dạ. Ở đây nhà mình không có phải. Vô ngồi đi Nhi. Dạ. Nhà mình không có an toàn đó. Không, em biết em gỡ bà. Tại vì ở đây á là ở đây là em tin tưởng nhất là cái chị mới nãy. Ừ. Cha gia đình của chị, cha mẹ chị. Chị nãy đây nè, đứng đây nè. Chị mập đó. Dạ. Em khổ bao nhiêu giờ chị cũng cho, chị cũng giúp hết trơn. Bây giờ lát nữa chị đem gửi chị dạ, đó rồi, ai biết sao ha. Đúng rồi. Tại nhà của mình đó, thì em dạ. Dặn cho chị vậy. Nè bây giờ nãy em đưa cho chị là chị kia hết 9 triệu. Dạ. Hình là 21 triệu. Đừng có quậy cái này, con chơi không có được. Lúc nãy cái số tiền của mình là 21.550.000, mình đưa em đưa hết 9 triệu. Dạ. Thì số tiền còn là 9 triệu nè. Giờ em đếm nè. 10 11 12 quậy cái này con chơi 13, không có được. 14 kiếm cái bọc gì bỏ vô được. 16 cái này 17, con chơi không có được. 18 19 20 21 triệu nè chị. Ở đây 500 1 2 3 4 5 550.000. Đó. Vậy là ngày mai chị đưa cho chị kia 10 triệu nữa dạ, nha. Dạ. Rồi tối số tiền này chị nào mà tin tưởng nhất chị gửi giữ giùm dạ, đi nha. Hay dạ. Là để đây nó không có an toàn. Dạ. Đó, thì bây giờ cái phần mà mua ghe đã xong rồi đó chị. Nói chung là hôm nay thì cũng cái hoàn cảnh của chị mình cũng rất là may mắn, cũng mạnh được quân cực. Em vui lắm, nhờ anh cũng như giúp đỡ giùm em. Cảm ơn cô bác trong ngoài nước giúp đỡ cho hoàn cảnh em, em có chỗ xuống ở, khỏi ai đuổi xô nữa chứ. Anh giờ cũng như giờ quay hai clip trước rồi, tự gặp em được. Có tiền mua thuốc mang cho trang trải cho em, cho con của em hết bệnh. Em cũng mang ơn anh với mang ơn cô bác ở trong ngoài nước. Yeah. Em không biết nói gì hơn. Dạ. Yeah. Vui. Vui sao khóc? Em vui như đó giờ em ở đây năm mấy nay ở. Nói không được. Em vui thiệt, cho con em mấy đứa con em được có nơi có chỗ ngủ chỗ này nè. Anh có tin không? Thằng con trai nó về nó ngủ là em ở ngoài, em ngồi ngoài, em thức ở ngoài, em văng vòng em ngủ. Không lẽ con mình để cho nó mà ngủ mũi, mình chỗ nào mình ngủ mũi đi, đừng để cho con ngủ mũi, dồn hết ba đứa vô mùng. Em vô nó thì nó chẹt lắm, em mới văng cái giọng dù nè, đó, em nói lên trên nồi, em dặn văng cái giọng mùng vậy đó, gãy. Rồi. Xong nó là gì cái trời. Rồi con, gãy. Nè, nè. Rồi. Ngủ làng. Rồi, giờ văng, chị ngủ ở ngoài hả? Dạ, nếu mà thằng trai nó thấy vậy cũng tội nghiệp, nó nói mẹ vô mùng đi con ngủ cho. Em không chịu, mũi cắn ngay cháu, chẳng thà cho ba chị em vô mùng đi, em ngồi ngoài em ngủ nhưng mà giọng cũng được. Mà giờ cũng như nhờ anh với cô bác trong ngoài nước mua cái ghe giùm cho em vậy là có nơi có chỗ mà ngủ thoải mái. Em vui, rất là vui, em mang ơn rất là nhiều cô bác anh chị trong ngoài nước. Thôi thì mai mốt dạ. Mà có tiền đó thì thêm 3-4 triệu nữa mình đóng cái phần trước giống như một cái sân của mình vậy đó. Dạ. Chiều gia đình của mình ra đó nếu như có đề tiền, có mạnh thường quân ủng hộ dạ. Tiếp á dạ. Thì mình sẽ mua dán bạch đằng mình đóng rồi trước, chiều gia đình mình ra đó chơi dạ. Hoặc là ăn uống rồi đó dạ. Nó sẽ dạ. Mát hơn dạ.
Nói chung là hôm nay đến đây gặp gia đình mình, em cũng rất là xúc động và em cũng rất là vui khi mà Mạnh Thường Quân rất là thương và đồng cảm gia đình mình đã chung tay hỗ trợ cho chị có một cái ghe mới. Thì tuần sau em sẽ lên thăm cái ghe của mình, ghe mới, chỗ ở của mình nha. Nhi thì con muốn nói là gì với mọi người không con? Dạ, con cảm ơn các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã hỗ trợ con cho con được cái ghe ở ạ. Con mong các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đó là ủng hộ với những giúp đỡ những người mà khổ hơn con. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã ủng hộ cho gia đình của chị Nguyệt. Thời gian tới thì chị có nơi một cái nơi ở ổn định rồi. Xin chân thành cảm ơn. Dạ.